Chưa, thấy chưa, thấy chưa? Lại lại thăm nói anh, lại thăm nói đi. Ok, để anh lại đây, anh lại đây. Có gì là mình sẽ cưỡi rồng. Chơi dai rồi, chơi dai rồi. Hú hồn chứ. Ok, xin chào mọi người, mình là Nam Cun. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kinga. Thì hôm nay mình và Nam Cun sẽ chơi Dragon Red. Sự giận dữ của loài rồng. Đấy. Nói chung Red là giận dữ ấy, Red là siêu giận dữ. Ok, và bây giờ là mình và Nam Cun sẽ chứng kiến được cái con rồng nó sẽ giận dữ như thế nào đây. Vô Cun ơi. Map của nó là Tree How the Welling. Ba giây nữa game bắt đầu. Đây là con rồng nè. Ok, vô rồi. Hay quá. Tiếp theo. Anh game đang đứng trên cái hòn đảo nào vậy? Ôi, đang đứng trên cây kìa. Ui. Biết hòn đảo chỉ có một cái cây cổ thụ to đùng luôn. Cây đúng rồi, cây này là cây cổ thụ. Đúng rồi. Quên. Cổ thụ to đùng luôn. Leo lên cao nè, đứng đây nè, Cun, đứng đây nè, Cun. Ủa, em đâu vậy? Em đứng ở dưới. Ôi, con rồng nó tới kìa. Nhìn xa ra ngoài luôn. Ôi, một con rồng màu đen viền xanh lá cây. Giống anh. Ôi, luôn á, em thêm một con rồng màu đỏ nữa kìa. Quá sao nó lắc như vậy? What the hell? Rồi, trời, nó bắt đầu nó tàn phá cái hòn đảo rồi. Đâu phải mấy con rồng này nó cạp đất rồi, nó ăn đất không à? Nó không phải nó cạp đất đâu, nó đang phá hủy cái hòn đảo, nó đang hút người chơi rớt ra khỏi cái hòn đảo này xuống nước á. Đúng rồi, em biết, nhưng mà em thấy nó y xì như là nó đang cạp đất, nó ăn vậy. Có vẻ như mấy con rồng này nó khá là nghèo nên có gọi là nghèo cạp đất mà ăn ấy. Chưa chết. Ui. Chưa chết. Yes, là được rồi. Trời ơi, mừng quá. Ok, yeah. Trời ơi, anh mất máu rồi, Cun ơi. Máu luôn. Đừng có để nó hút xuống nước. Nó mà hút mình xuống nước là mình chết đấy. Em định cao. Trời ơi, bắt đầu lên ba con rồng rồi kìa, thêm một con rồng màu vàng nữa kìa. What the hell? Đùa à. Em sẽ leo lên coi như này. À, nhảy hai lần được á, bấm hai lần space là nhảy cao á. Đây em đang địch nó bay cao không đây. À, đâu, thằng chỉ bấm thêm một lần nữa nó địch phát là nhảy cao. Bé ơi. Ok. Anh lên được rồi, em đâu rồi? Vượt nghỉ luôn. Ui cha, không lên được. Ok, đây, lên được rồi. Anh bị kẹt à. Rồi, anh lên được rồi nè, Cun, em đâu, lên đây nè, Cun. Con rồng hương kìa, nó đẩy bay đây bay ơi. Trời ơi là trời, nó phá một phát nát luôn cái cây luôn rồi. Đâu Phong, vãi con rồng. Ôi, con rồng mà hương nó đẩy em đi kìa. Rồi trời ơi, bảo bây giờ mình không biết mình có đang có tổng cộng là bao nhiêu con rồng luôn. Ô, bắt đầu nó tấn công rồi. No. Trời ơi, hết hồn, mém nữa là chết. Tự nhiên mình nhảy xuống chi cho mình ăn hành, không biết nữa, khổ ghê. Ôi, trời. Thôi, nó bay sát mình luôn. Ô, mém chết. Thôi mình sẽ đi xuống đây, đừng rớt xuống dưới nước nha Cun. Ủa, em nè. Dạ, em nãy mới rớt rồi, mất một trái tim rồi. À ha, anh mất nửa trái, một phần ba trái tim. Ui, no, trời, nó hút anh ra ngoài rồi, đâu không, rồng. Ý, Cố lên, yes, lên được rồi, vãi rồng. Mấy con rồng chơi mất nết quá, chơi mà chơi giận dữ, mình có làm gì nó đâu mà nó giận dữ nha. Không lẽ mình chơi mình hái trứng rồng? Mình làm gì có hái. No, mém nữa là cưỡi rồng được rồi. Hú hồn xí mén. Anh chơi cái áo mà màu xanh lá cây, em chơi cái áo của em luôn, màu của em luôn. Em sẽ bay qua cây. Rồi, yeah, winner Cun ơi. Winner ơi. Ok, cuối cùng cũng đã được một trận, được cộng thêm 20 tiền. Yeah. Quá ghê. Ở đây có mấy cửa hàng này, anh coi thử mình đủ tiền để mình mua được gì chưa? Em được bao nhiêu tiền rồi? Anh mới có 38 tiền à? Anh mới nâng cấp cái hết tiền luôn. Em mới có 20 gì mấy? Hồi nãy là anh nhảy cực kỳ cao. Anh ở đâu? Hồi nãy là anh mới nâng cấp một cái là increase work speed, là nâng cho nó chạy nhanh lên chút nè. Rồi phải nâng nhảy cao nữa, nhưng mà thôi cái đó từ từ cũng được. Ăn coi có cái gì để vui để anh. Đó, quan trọng là phải mua mấy cái gear. Mắc quá. Mấy cái này mắc quá. Gear mà mắc gì? Bubble Maker nè, bom nè. Ủa bom này dùng để làm gì nhỉ? Chả biết luôn á, chả biết bom này dùng để làm gì luôn á. Bom này đâu có chọi được mấy con rồng đâu.
À, chả biết. Cái này là gì đấy? Ồ, ở bên này có cái token, token chắc là mua mua tiền rồi. Cấp nè, ở đây nâng cấp lên nè. Easy mua tiền. Cấp cái cao lên rồi. Hả, em nâng cấp nhảy cao hả? Ok, vậy cũng được. Rồi, vô trận thôi. Ui. Tí mình đi chọn map đi. Chứ đợi mình không biết map gì hết. Ờ, map cái cầu nè. Ồ, cái cầu đúng to luôn. Ồ, anh đang ở đâu vậy? Ý, lên cao luôn, lên trên cao luôn. Ê, em đang trên cao nè. Ủa đâu, lên hồi nào nhanh. Ê, chú, lên, đâu, đâu. Trời đâu, mà con đồng mới vừa xuống chưa kịp làm. Giờ nó quất, nó hất anh ra ngoài rồi. No, no. Biết tại sao nó hất anh không? Tại sao? Anh giống nhau á, anh giống màu nào giống nhau á. Ô vãi. Rồng chơi điếm thúi bay. Ui, con rồng màu xanh với cây đúng đẹp luôn. Thôi, anh lên rồi, yeah, anh lên rồi nè. Rồng màu đỏ nữa kìa, ui. Đâu rồng màu đỏ đâu, ui. Rồng màu xanh lá cây là con rồng của, chắc là anh lấy lộn trứng, trái dứng của nó đó. Còn con rồng em... màu xanh dương là con rồng mà em lấy trái dứng của nó, còn rồng màu đỏ là rồng của con Vami. Hả? Nói chung ba thằng là lấy ba màu khác em nhau nói đó. Em chưa lấy trái dứng của con rồng màu xanh dương nên không có rồng đây. Em hồn chim em. Ơi, anh hất, nó hất anh, nó chơi nó hất anh rớt hoài luôn á, thiệt tình. Anh lấy của nó gì? Ừ, lỡ lấy thôi mà. Trả đi, lấy trả đi. Trả đâu có được, sai rồi. Sai rồi, kiểu thì sao, ai biểu. À, giờ nó trả thù mình, anh nó nhắm anh biết luôn rồi coi. Ui, con rồng màu đỏ kìa. Nhất là nãy giờ toàn là bị con màu xanh lá cây nó hất không à. Em nãy giờ em bận ở trên đảo rồi. Đâu rồi, nó chưa xuống, nó xuống rồi kìa. Ok, trời ơi, chạy liền. Xong rồi, bây giờ nó tới kiếm em rồi. Đó, con rồng của em nó tới rồi kìa, con rồng màu xanh lá cây, cái lộn con rồng màu xanh dương tới rồi kìa. No. Con rồng của anh đâu? Em phải giấu hai trái dứng cấp mới được. Ô vãi. Cái này mới lòi ra là năm cuốn nó có lấy đây không? Con rồng màu tím tới kìa. Đâu? Chết thằng côn. Chim nó hại em chứ. Trời ơi, nó hất cái ba thằng bay ra ngoài luôn, ghê thật chứ. Dùng. Vãi. Rồi, hồi ba mắt đang chiếu máu. Ôi, bay lên được rồi. Ok, cố lên. Bây giờ hiện tại giờ anh đang thấy là ba con rồng, bốn con rồng rồi đó. Còn một phút nữa mới win được. Ôi, nó xuất hiện vô rồi kìa. Cái con rồng này đúng bơi. No. Trời coi như mình nhảy lên chứ chứ con cự bóp giái mình thiệt tình chứ. Nhưng mà nó toàn ăn đất với cát không à, nó cứ... Đã nói nó nghèo nó mà. Nó nghèo mà, nghèo cặp đất mà ăn thấy không? Coi nó ăn nguyên hòn đảo luôn à. Thôi không phải gọi phá hủy đâu nhưng mà nó đang Anh đang qua lại đây. Ú lên không được. Em ở dưới chân cầu rồi anh. Ôi thôi xong rồi. No. Thôi coi nó phá rồi. Ok, ôi, lên được rồi. Nữa kìa. Ôi giờ mình lên đây được ta. Lên được. Yeah. Hay quá, lên được rồi. 6 con rồng anh ơi. 6 con, 2 con nó càng bay tới kìa. No. Trời, càng lúc nó càng nhiều. Em phải kiếm chỗ nào trốn mới được. Ô ghê thật chứ. Mừng quá, hết thời gian rồi, nhảy xuống nước luôn. Bơi. À không? Dạ. Rồi, anh đi dưới nước luôn nè. Ồ, tự cấu. Hay thật. Ok, được 58 cây gói. Và bây giờ mình sẽ đợi vô trận tiếp theo thôi. Bây giờ em sẽ đi tham quan. Vô trận cà, 4, 3, 2, 1. Và bây giờ Kia và Nam Cun và mọi người sẽ tới một cái hòn đảo nào đây. Nói chung là hòn đảo nào cũng chạy, hòn đảo nào cũng. Nói chung là mấy con rồng nó cũng sẽ truy tìm hai thanh niên này để lấy trái dứng thôi. Ủa là hòn đảo này quen quá vậy? Nãy mới chơi trong trên cây rồi. Mấy ông này cũng chơi cái map này rồi. Lên cao luôn nè, cool, lên cao luôn. Rồi, no. Trời ơi, là trời này chơi giải rồi. Kia chơi giải rồi, kia chơi giải rồi, kia chạy đây. Đồ vòng con rồng. Thiệt tình chứ nó phá hoại quá mà. Lên rồi. Rồng nó phá hoại của công ghê luôn á chứ. Anh nhảy cao vậy? Trời, bấm hai lần là lên rồi. Anh tính lên trên này luôn nè mà lên không được. Ui, con rồng màu xanh. Một đứa nữa rồi. Ôi, thôi, hai đứa nó hất ra ngoài luôn rồi. No. Đó, em hất rồi. Cố lên mấy đứa ơi. Rồi, bây giờ sao lên đây? Ui. Đây, chỗ này lên đây. Lên đây đứng nè, Kun. Ủa, sao em xuống dưới rồi?
tính nâng cao nguy hiểm. À, trời ơi, no, no, no. Trời ơi, nó lại hất anh ra ngoài nó thiệt tình chứ. Thấy chưa, em nói mà ở nâng cao nguy hiểm lắm. Đứng yên cũng đứng 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 bình thường cũng không yên nổi với mấy thằng rồng này nữa, thiệt tình. Em phải chui vô nhà ở đây, em chui vô nhà. Nơ không okay, nơi nào. Ok, anh lên được trên này rồi nè. Yes, lên trên này là chắc là hết sảy con mà 7 liền. Vô nhà này à anh. À đâu nhà đâu? Cây nè. Ui ui ui, mới nói xong, con đó trời vô làm chi cho nó hút. Anh em bị kẹt rồi. À. Ủa vãi. Ủa cuốn đâu cuốn đó. À anh thấy rồi, anh thấy rồi, anh thấy cuốn rồi, anh thấy cuốn rồi. Làm cái gì? Ủa đâu rồi? Mới vừa thấy đây mà hồi rớt xuống dưới đó nhanh vậy? Rớt rồi, kẹt đâu quá. Không, anh đang đứng một mình nè, thấy không? Không có con rồng nào mà nó dám bay lên trên này hết á. Thôi em cứ vô nhà em ở là an toàn nhất rồi. Không, vô nhà không an toàn đâu. Đứng ngay chỗ anh nè, thấy thấy anh không? Thấy anh không? Không. Trời phóng 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 màn hình to ra trước mặt em đi. À. Trên đây vậy. Đó, kéo kéo màn hình xa ra là thấy liền thấy không? Anh đang đứng trên này luôn nè. Ủa, ghê chưa? Ghê chưa? Ok. À, mới vừa nói xong, chưa chết. Em lên được trên đây rồi. Yeah. Ở đâu? Trời ơi, lên đó làm chi? Ê, bay qua đây, bay qua đây, bay qua đây, bay qua. Chù 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 chà. Ủa bay đâu rồi? Cun cun bay, em bay đâu rồi cun? Em rớt xuống dưới cây rồi. Ủa vãi, chưa rớt ra ngoài là mừng rồi đó, không muốn gì nữa. Ok, anh đang đứng trên này như một vị thần. Đây, em đang đứng dưới anh xíu đây. Anh đang đứng trên này như một vị thần. Người ta thường gọi đó là thần kinh. Em tưởng là thần cây chứ. Thần cây là còn đỡ. Ôi, con rồng cái xác mà đít em luôn rồi. Chết, chết, chết. Nó em bị kẹt cái đầu vô chút. Ủa? À, no, 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 no. Ê, anh mém nữa là anh cửa được con rồng. Ôi, rồi. Trời, thiệt tình chứ. Ủa, cun em đâu cun? À, thấy rồi. Em mới bị kẹt. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, gồng chơi chơi dơ quá, gồng chơi dại quá, không có được rồi. Hay quá. Bùm bùm. Qua, qua. Trời ơi, mấy gồng thôi, win rồi, anh xuống bơi đây, anh win chắc luôn. Yes. Bơi. May quá, con rồng nó đẩy em lên nước hết giờ luôn. Em còn nhiêu tim vậy? Em còn nhiêu máu vậy? À, em như gần full đó. Gần full hả? Anh là chưa mất một giọt nào luôn. Ghê không? Ghê, ghê. Em còn em 40 này rồi em nâng cấp nhảy lên cũng được. Ok, và bây giờ anh sẽ ra ngoài anh mua cái nón đây. Anh sẽ đi mua cái nón. Để coi nên mua cái nón là đây, cái hat nè. Tại sao lại mua cái nón? Tại vì anh thích nón, nón nó đẹp. Được rồi, em nâng cấp rồi nè. Nhưng mà anh không biết mua nón nào cho nó đẹp. Nón nào? Ý, rồi. Đợi nón bảo hiểm nè anh. Hay là rồi, không mua nón đâu, anh sẽ mua mấy cái gear thử coi gear chơi sao đây coi. Speedy Su nè. Hô. Mắc quá. 125 tiền là được. 125 tiền chắc chơi cũng khoảng vài lần đó chứ. Y nè, okay. Bơm nè. Và bây giờ là mình sẽ để dành tiền thôi. Bây giờ tiền là cần tiền nhất. Bây giờ em phải lên đầu con rồng. Tí em cởi con rồng thử được không ta? Không nổi đâu em. Không nổi đâu, em cởi rồng là em chết á. Ok, đây là một phút chơi cho fanart. Fanart lần này là của bạn Zanaki Chen. Bạn đã vẽ cho mình khi mình đang chơi Minecraft. Lúc này mình và Hằng Vami mới vừa xây xong cái cổng địa ngục nè. Đó, bạn dựa theo cái thumbnail của mình để bạn vẽ ra nè. Wow, bạn vẽ đẹp đấy chứ. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fanart cứ gửi cho phần kênh nhé. Fanpage mình sẽ lựa ra và cho lên video này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Ôi, oh. Do map mà. Ồ, oh, lại cái map hồi nãy nữa hả? Đành lúc á. Ồ, lại là cái map này nữa. Đi lên đi lên chỗ cao nhất đi Kun. Em đứng bên, anh đứng bên coi đứa nào rớt trước. Ok, anh đứng bên tảng bắc bên kia đi. Em nè, đang đứng nè, đang lên nè. Đó, anh lên rồi nè, không? Anh đã lên như một vị thần. Ồ, còn Kun bay cả trò, còn Kun nó bay cả chịu nổi không chứ. Ấy em xì hơi hết được rồi. nó gầy quá, nó xì hơi không nổi. Rồi. Rồi, dây con rồng sao nó đứng đây đâu kia vậy? What the heck? Cắt da rồi đứng đây. Rồi, con rồng màu tím. Ồ, một con rồng màu tím đã xuất hiện. Mấy con rồng màu tím này nó bay slow motion đúng tới cười luôn á. Nó bay slow motion là còn đỡ nha, nó bay mà theo kiểu tốc biến á, ví dụ như đang bay đây hồi xuất hiện chỗ khác á, chỗ đó mới đáng sợ đó. Rồi, ra đây, ôi đây. Rồi, cun rớt. Yeah! Cun rớt rồi. Vậy mà cái cản măng nó vẫn đứng yên mới ghê chứ, thật là hư cấu. Trời, em chưa mất máu luôn kìa. Ôi con rồng này đứng yên ở đây rồi nè, cun. Con nè anh. Nè con rồng màu xám nè, thấy không?
Sao rồi? Đó, con đồng màu xám kế bên ngay chỗ cái căn nhà. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Lại lại thăm nó đi anh, lại thăm nó đi. Ok, để anh lại đây, anh lại đây. Có gì là mình sẽ cưỡi rồng. Ê, 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 chơi dài rồi, chơi dài rồi. Cú hồn chi miếng. Chơi dài nè. Nó bị kẹt như này ơi. À, chơi cảm giác mạnh nè. Chí, chí, trời ơi là trời, cái thằng một điếm khốn nạn nó chơi nó giải cứu rồng mới ghê chứ thiệt tình. Tôi nghi hai bà à. Trời ơi nó chơi nó cứu con rồng rồi, mình không thể nào mà mình đứng lên được. Em nghi hai bà này lắm nè. Anh với em không thể nào đứng lên rồng được rồi. Hi, thiệt tình. Yes. Ơi ơi. Giống nghe tiếng mất máu, anh giống như tiếng giống tiếng gì không? Cái gì em? Hử, hử, hử. Tiếng mà đi mà tôi xuống nước á. Bật vãi. Trời ơi, kiếm tưởng tượng phong phú quá đi đó mà. À, em lên tao phải tiếp rồi. Đâu, em đứng đâu à? Ồ, nãy giờ là ba cảng băng này là cứng nhắc nhất đó không? Con rồng nó chưa đụng được. Rồi, thanh niên áo đỏ, thanh niên áo đỏ về thanh rồi. Ú, hên quá. Mày đấy. Ghê thật. Bây giờ 5 con rồng rồi, 6 con rồi. Còn 30 giây nữa. Trời ơi. Trời ơi, win chắc luôn, nghĩ sao vậy? Win là cái chắc phải không? Ồ, chưa 30 là chưa tới Tết mà anh. Tại nãy giờ anh chưa mất một giọt nào. Đó, mới vừa nói xong, quất ngộ phát con cuông rớt xuống nước. Ủa, con cuông rớt đâu rồi? Bánh đang cày anh thấy hả? Ủa? Cây cày luôn. Ủa, sao hư cấu vậy? Ơi, rớt cây cày luôn, đúng hay luôn. Ô vãi. Anh nhảy xuống nước tự tử luôn nè, anh tin không? Vô nhảy nè, pew. Yes, và cuối cùng mình và Quân vẫn quên như thường. Đi lên nước luôn nè. Trời lên được 118 tiền rồi đó, 118 tiền rồi đó. Em mới có 40 à. Nhưng mà chắc có vẻ thêm một game nữa là mình đã đủ tiền để mình mua được cái gear rồi. Ok, và cuối cùng mình cũng đã đủ tiền để mà mình mua rồi, 138 tiền. Bây giờ mình sẽ mua thử cái gear này. Nhanh vậy. 125 tiền per chay. Anh thấy em không? Anh thấy mặt em gì không? Đâu. Khuôn mặt đây nè. À, cái không? Miệng như cái mông. Thấy rồi, biết khuôn mặt đó rồi. Miệng như mông á, cái mông đít. Ờ, nhưng mà đích. Sử dụng sao ta? Hay là vô cái trong game mới sử dụng được? Chắc là vô trong game mới sử dụng được á. Ok, bây giờ mình sẽ đợi vô game nè, thôi. Anh bắn vô cái máy tính đây nè, xong rồi anh ráp vô người á. Có không? Đấy, bấm vô. À, ok, finish. Đúng chưa? Rồi, win rồi. Vô anh. Vô, ok, hay quá, hết hồn, mém nữa là đứng bên ngoài rồi. Thiệt tình. Mém nữa là đứng nhìn ngoài. Đó, coi anh này, anh đang có cái giày ở dưới chân nè, ghê không, đẹp không, đẹp không, đẹp không. Ê, cái này đi trên nước hả? À, đi trên nước đâu mà đi trên nước, chạy nhanh thôi mà, chứ đi trên nước gì? Chạy nhanh hả? Em tưởng đôi giày đó mà đi trên nước là đúng bài luôn á. Là coi như là auto win luôn, không bao giờ chết luôn á. Ok, và một trận, wow, trận cuối cùng đây, xem coi 5 cool có chết không? Đùa, sao chết được anh? À vậy hả? Anh thấy không, em giờ em mới tăng cân lên nè. Ôi, anh chạy nhanh nè, wow, chạy nhanh ghê luôn á. Rồi, anh ơi, ôi chạy như cái máy cày luôn á, chạy đúng cho anh luôn. Không chạy mà ra khói, không chạy mà xì khói. Đúng rồi, em rớt xuống dưới rồi. À, cái này nó có thanh năng lượng. Nên là mình phải cố gắng đừng để... Trời, đất ơi là trời, nó phá ăn cái nát cầu ghê thật chứ. Em ăn ở dưới chân cầu nè. Thôi, lên được rồi. Ôi, anh lên hai niên này đứng luôn nè. Lên đâu? Nè, đứng lên, ngó lên trên trời nè. Ôi, gì kỳ á. Ồ, lên đi cool, lên đây, nhảy lên anh luôn nè. Đây, em đang qua. Ý, hay á. Cẩn thận nha, lên. À, không được rồi. Té bây giờ. Rồi, xong mới vừa nói xong rớt luôn. Ôi, con rồng tắt. Ồ, mình nhảy một cái qua bên sông kia luôn. Ồ, đúng là địch. Gì đúng là địch. À, no. Ê, nè, em đứng từ bên sông này, em nhảy bên chân kia cầu luôn nè. Ồ, thanh niên kia sao không rớt mà mình rớt kỳ vậy? Chơi gì dế à? Ôi, trời, xếp được. Anh ơi. À rồi, anh rớt rồi, no. Ui. Mới rớt hồi chứ chưa có chết. Ổng nâng cấp cái nhảy, ổng nhảy đúng kênh luôn.
Mình mới nâng cấp lên có một lần à. À con rồng đi, thấy em rồi, no. Chạy đi Kun. Rồi hay quá, anh lên được rồi. Khà khà khà, anh sẽ đứng trên này. Woo. Em ồ ý, lên chưa, lên chưa, lên chưa. Đây, lên lên đi. Coi chừng chết, coi chừng chết. Trời ơi, trời, trời, cái gì vậy? Ủa? Em chỉ lên ngay tập bay tới luôn. Ôi, xin lỗi, thanh niên quá nhỏ. Trời, đúng à. À, 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 no, 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 no. Trời, thanh niên kia lắc rồi, nó không hất, nó không hất thanh niên kia mà nó hất anh à, thiệt tình chứ. Chắc bị con rồng nó hất biết gì. Ok, rồi, anh chạy nhanh lên, anh bay như đúng rồi đây nè. Đó, bay cực kỳ cao luôn. Em cứ anh ơi, anh ơi. Quá, chuột chạm em rồi. Bay còn không tốt luôn nha. À, lại con rồng, con rồng thức dương này, nó kêu rồi. Rồi. Để thôi em rồi đó. Rồi. Lái rồi. À, no, 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 no. Trời, nó hất gì đâu mà xa vậy. Anh ơi, mất. Nó hất một phát ra ngoài biển luôn thiệt, cần chứ. Ôi, ôi em lên trên cây đi, trả an toàn. Trời ơi, trời mới vừa leo lên cái nó quất một phát anh bay nữa thiệt, cần chứ mấy con rồng này. Ôi, con rồng xanh dương. Ai nó hất ông một đảo cái bay luôn rồi. Đâu có, nó bay xuống dưới kia thôi. Ôi con rồng màu xanh dương thì đúng ghét luôn á. Cố lên. Ôi sắp win rồi. Win là cái nổ mới vừa nói xong. Thôi giờ là hai em mình đi chiếc biển luôn đi. Ok xuống biển bơi. Win là cái chắc. Win là cái chắc mất máu luôn mới lầy chứ. Em đi trên biển luôn rồi, đi như thiệt luôn á. Yeah, win rồi, hay được. Ok. Ok, dừng clip đi con. Ok, thì hai anh em mình sẽ dừng clip này thôi. Nếu mọi người thấy thích thì hãy like, share, cùng subscribe channel của hai anh em mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.